Sau đây mong muốn ở nghĩa ngày nay khi xong thư ca bằng hàng thì ca bằng time metro style metro UI component được gọi tool cho từ khung cảnh TV su studio đào lúc nãy cho là bậc căn website bậc nhầm bàn nó đại miền này cầm link smart.blogspot.com nhầm được đặt link lên từ hàng trăm video này rồi để học liên tục download chúng tôi luôn nhận cả download và tập download hỏi để được học miễn với cả extra quý đặc nhóm miễn file đang hỏi này nhóm extra file đang hỏi ấy anh chị file đang hỏi ấy chẳng vì miễn bay file đại nó không ở file này nhé chẳng tìm mũi ở dương ba cầm thi Visual Studio của dương móc và hơi dương thực ra bậc cả project mày chẳng cho new project hơi xin lạp Windows Form Application thì xa bị B nè, Visual Basic rồi gọi bà lúc nè pra cho mùi nâng C-Sharp dừng à cho nên do C-Sharp mà nè để xa nhóm pra Visual Basic xong bằng hai chúng ta Visual Basic hồi tôi check nè mà dừng đây đã tới Metro UI Tutorial nè hồi chỗ OK mất bên nông viên bà gặp tôi check cho mày nè tôi check cho mùi Metro UI Tutorial OK, lấy bên bậc cao tổ chức mấy cho thông đáng là khả năng Visual Studio thay cho bậc cao form ở dưỡng sự cao design dạy mùi chỉ form mùi mà style dưỡng xem chắc là bây bậc thaym Metro Style cho khả năng project với dưỡng cho tổ chức check hào dưỡng vô Add Reference OK, đảm bây bậc thaym Reference ở dưỡng tâm tiết dưỡng thực cao chất lưu bậc tông Browse hào dưỡng rộng mơ tích tàng viên á tại sao ta bài của một trang của đời dân bản extract đấy hay mình bài file thế ok chẳng không reference khi dân thực ra select chẳng bài file đó chẳng bài file nắng hay dân chụp add đang bài thêm file được bài nữa chẳng bây dân add nó bị khơi bài nhé file bài chưa được khả năng reference manager được không phải chỉ về gì hay dân chụp ok mất bên những dân bản reference cho tụi non project mà dân bay mơ reference những dân check lại show all files dân vô references như thế này metro bay mình dân có thay màu mình ok lớn dân mơ lại mà mơ non tool box và dân viên trong tool box và dân như toàn miền tool này chúng ta metro style này thế nhé dân và thay metro style metro tool box cho được năng tool box đảm bảo thả em metro tool cho được năng tool box năng cầm TV số studio nhưng mà đảm lờ tool nào mùi máu mà thả này chứ ở dùng vô choose items ok choose item ok tâm tiết được năng tab dimension tab tại vì dùng cho tab này hay .NET framework component đó. Dùng còn là chạy button browse browse hầu như bên những cái bài folder để dùng bàn add reference bay mình hay chính dùng cho cái nào này chúng ta metro framework .dll ok trong đó nó nghiên cho tầm file một cốt từ file chúng ta metro framework .dll như chất open đấy ok tập open bị chập đam load nơi component đó chính như sự ca rong chăm bình tĩnh đấy này vì cho màu bay phạm thế hơi dương chất ok tất bên đó dương màu mơ lệch mơ được nông tool bọc và dưỡng nhưng chúng ta chỉ khơi tool và thay mua chùm nguồn đẹp miền tự thầm metro và đào thế đi chùm metro label metro link metro panel metro fresh by dẫn anh này ở đó tôi hỏi nhóm cúc bút tông lưu có thích bọc môi mà thích bọc metro thích bọc như cúc mất style vẹn này ok rồi ai bút tông với bút tông quá ok nhé style môi xe hai bây giờ cúc vô là thoa mà đá thích bọc đá thì bọc vào cầm thi đi xếp như cúc mất khơi việc khóc khóc này hay đi ai bụt tông với về đại dương cục máu
có việc khóc này này cái nhé dương ai mới lại cái này khóc này mà lấy những xong thư ca test xả lỡ bóng nhằm cho stretch stand đảm bây thư tế before mới nâng cái nhé khóc này chứ ngài cái nhé anh ấy metro bật tông anh ấy bật tông vào cam thị xếp anh ấy ai lục về bàn thích nhé lục thích nhưng chị anh đang tới hơi dương cho mà lại thích dương lục thích dương chào tới bên này các bạn hãy nè miền miền ở thu chỉ ra đạp đòi dương và đạp đòi dương miền kia trở lại lấy những số bằng hai chữ k đồ form từ para chữ form là bằng metro style metro ui vậy đó nè anh ấy liệt lại chữ window form chữ form mà cầm tv số sẽ dễ vậy lấy những cụm là form tại chỉ riêng style của metro ui nè chẳng nước non solution explorer và trang solution explorer nữa dừng mưa lại form one được cái form na đài không có chỉnh dừng nó hay dừng chạy lại như thế bởi lý hay dừng chạy lý này form thì ra đặt đi xa nhớ đặt bị bị chuyện đó form một đặt đi xa đặt bị hay dừng chạy lý form one này tiết hay dừng cho chạy được chạy lừa form one này khá dừng khơi như này nhưng mà mưa thằng khẩn lệnh mưa thằng lỡ vì đã tha inherit system window the form the forms dot form chẳng bên này tha vì ra code mà bằng tuần nắng cứ vì do style form một window còn đấy vì style từ lời window xp window when form mùi mùi đại mình điền window nâng riêng mất cứ vì chân hàng đàn nắng đấy ok lấy nhóm do tư chí metro style nhóm đã thả dương đã thả metro metro này, metro framework dot form dot metro form ok hao dương chạy xéo hao dương cho tư can form 1.vb hay không kiếm cái design cho nó mình mất về nâng chân khai nhập form mà dân tụi bạn phát đầu rụt tiền này đó chân dân ngạc trapra là những xong định lĩnh này chân ngạc trapra style của window for form for tool component for metro UI từng ọt bàn á là ưu tố hoa thông mới tiếp nhóm giờ tab metro tab trong metro tab những ai chụp hàm tab bị bởi gì dẫn tới hay gì cũng mất nhóm do vì đọc hay phí đó ok hay metro label cực là thích gì nữa ấy có nó ấy mà thà username mình tới chụp chụp với dương ok nên như ai chụp cái cài sau thì bạn mà thà log in mình tới ok như ai chụp test chụp start tới nó bị test vì nè cái nhé trên tab bảy tab bị bảy miền này miền này cái nhé đây là style tab tp phần hai mấy cái tab tp này cái tầng một cái tư hay tab one thì cho chơi giống như thế này anh bọn mình lòng như do đẹp tham mấy giống tư hay dùng rán tham mấy nó nhé tab one tab t anh thích bọn tab 3 thì khi mình được kiện ở bên sản chính những ai design để khuôn ai nhập ra metro style để khuôn ai bạn nhé xong mặc quân rộp cả tàn đàn video mới nâng